các bạn thấy mọi người đang thực hiện như cái cấy lúa này. Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lam Sơn TV. Và hiện tại thì Thiện đang có mặt ở lễ hội khai hạ. Các bạn thấy thì hai bên đường có rất nhiều các bạn nữ mà cầm cái chiêng mường ấy, để phục vụ. Một lát nữa thì sẽ có một cái đoàn rước đi qua cái khu vực đường này. Ở đây các bạn thấy thì hai bên đường này, toàn bộ phụ nữ là trong cái trang phục truyền thống này, váy màu đen và áo trắng này, thì ở trên thì cũng có một cái khăn trắng á, và trên tay đã cầm sẵn một cái chiêng. Một lát nữa thì đoàn rước sẽ đi từ ở trong đền ra để ra khu vực sân lễ hội chính ở phía bên ngoài này các bạn nhé. Đây là đồ lễ để dâng lên phía trên đền. Khu vực này là kiệu rồi các bạn. Vâng, như vậy là đã đến giờ khởi hành của đoàn rước. Với lòng thành kính, hôm nay con dân đất Mường kính sức quốc mẫu Hoàng Bà ra chứng kiến Mường ra buổi hồi, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cùng chứng kiến sự đổi thay đi lên của quê hương đất Mường trong lễ hội khai hạ đầu xuân. Đầu năm khai hạ, cầu cho một năm mới vạn vật đều phát triển, cầu cho muôn nhà an khang thịnh vượng, mọi điều thành công, mọi rồi cuối đầu cũng vậy. Vì nhà ru ngã uống có kẻ thuận, vì nhà ni quan hoa đã ru ngã uống, vâng ạ.
tưởng nhớ những người đã có công lập đất lập vườn và cầu mong cho vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa màng mùa thu, sống ấm no. Trải qua quá trình phát triển và những thăng trầm của lịch sử, lễ hội Khai Hạ đã in sâu vào trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Mường. Cho đến nay, người dân vẫn còn bảo tồn, lưu giữ nhiều giá trị truyền thống là nơi kết tinh, hội tụ những di sản văn hóa, lịch sử, hút đông đảo người dân địa phương và du khách mỗi mùa lễ hội. Đây là nét văn hóa đặc sắc của người Mường Hòa Bình và là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Lễ hội năm nay được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Lễ hội Khai Hạ gồm nghi thức kính cáo tổ tiên về truyền thuyết Phúc Mẫu Hoàng Bà, thân mẫu của Đức Thánh Sản, người đã chỉ dạy cho quân dân Mường cách làm ruộng, cách ăn, cách ở. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách hướng lên sân khấu để đón xem màn mo gọi hồn chiêng Mường của nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Lựng và màn hòa tấu chiêng Mường và nghệ thuật chào mừng của trên 500 nghệ nhân diễn viên trên địa bàn huyện biểu diễn. Nhà ông
ăn đến hết tháng năm, đụng lúa trong nhà ông, ăn đến hết tháng 10. Dàn chiến sắc bùa chúng tôi leo qua chín vai núi, lội qua 10 áng mây, về hội Khai Hạ năm nay, bung miêng nao đất chiêng thay lời chào. Sắc bùa mường bi nghẹn ngào nỗi nhớ, sắc bùa mường vang bên lở bên bồi, sắc bùa mường thàn đến mưa ngày nắng, sắc bùa mường đậm hết giận lại thương. Hãy về lễ hội đất mường, yêu tìm thương đắm nghe chiêng sắc bùa. Thank you.
con sông là đến bàn tay, đến núi cao là gặp hàng sao, nơi nào cũng bạn, nơi nào cũng về. Ôi mường vang ngàn đời thân thiết, ôi mường thàng anh trước em sau, mường đồng nới rộng vòng tay, nghe chuyên mường quý gọi cùng nhau trung hòa. Về hội khai hạ mường ta, dưới chân cụ giỏi ở hoa đón mừng, hòa bình phối phối sắc xuân, bi vang thàng đồng chiêng rung hút trời. Thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể du khách, sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024 với chủ đề Âm sắc bốn Mường. Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần. Phần 1, kể chuyện đất Mường. Phần 2, hoa đất Mường. Phần 3, hội nhập và phát triển. Chỉ đạo nội dung: Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Chỉ đạo nghệ thuật: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Kịch bản: Bùi Ngọc Tú, thạc sĩ âm nhạc, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Đạo diễn: Phùng Thúy Hà, trưởng phòng nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình. Âm nhạc: Trần Quang Hợp, trưởng phòng tuyên truyền cổ động và triển lãm, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình. Lê Bình, nhạc sĩ Quy Tâm. Kịch bản có sử dụng tư liệu sưu tầm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Bảo tàng Hòa Bình và sử dụng một số tác phẩm âm nhạc của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, diễn viên của chúng huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Sau đây, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024 với chủ đề Âm sắc bốn Mường xin phép được bắt đầu. Dung ra dung vào tiếng nhá, hiểu nhá. Bồi hồi nhớ lại ngày xưa, đất khát, trời cạn, đầu nguồn không mọc được rau chắc, cuối nguồn không mọc được rau má, dạ không được một ôm, rơm không được một bó, phải vào rừng nhặt hoa thay gạo, nhặt trái chám thay cơm, lấy quả bu mầm thay thịt thay cá, khổ lắm khổ lồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúa, bổ cho tha thông hốt hoàng quên về lỡ tí ăn tôi có. Mường đi gọi bạn, bốn mường chung vui. Về đây bên núi cột thờ, mường vang núi của kho cơm cùng về. Mường thàng mía tím cam vàng, mường đồng rượu ngọt chén vàng mời nhau. Bốn mường về với quê tôi, mường đi đất tổ cùng lời chào xuân. Về mường đi thăm vùng đất cổ, có sự thi để đất để nước, rồi hoa đó lòng hồ trên núi. Về tứ nghệ say men diêu ca, bàn về thăm xứ Mường Bi, mảnh đất xa xưa với bao huyền tích, thắm nhà sàn cổ của Mường ta, núi cột cờ vươn giữa trời xanh, vân sơn núi cao chập trùng, vì ngô lương mây răng răng ngang trời. Cô gái Mường xinh như quả bồ quấn chim, mua điệp băng khoăn cùng câu hát thường vang. Chàng trai Mường ngân nga tiếng sao, trên sợi chàng môi nói mình hoang. Nào lại đây ta cùng nhau hát, ngồi lại đây ta cùng nhau say, say nén rượu cần, say nhìn cơn chiều. Thank you.
dự thi để đất để nước suối hoa đó lòng hồ trên núi về từ mẹ say men rượu cần về đây vui hội khai hạ tìm con tiếng chiên vang trên núi mười mương nghe lời cha ông kể từ ngàn xưa những bi nhì vang tam thang tứ đồng bốn mừng ta hôm nay vui hội nào cùng nghe ca Hà Nội làm ta quê lối về cô gái mường xinh như quả bồ quang chín mùa đẹp bông thân cùng ca hát cùng hoan chàng trai mường ngất ngác tiếng sao trên chiếc trà môi má em ưng hoan nào lại đây ta cùng nhau hát ngồi lại đây ta cùng nhau say đi trong bài làng say cầm tay nhau cùng hát dẫn mãi đất nước đi cầm tay nhau cùng hát dẫn mãi đất nước thương thương thiết điệu múa dâng bông thương thương nồng nhịp xanh tiền rộn rã bàn tay em vươn lên như cánh chim bạc gió bàn tay anh nâng cánh còn nghiêng ngả nắng xuân chân em ước chân anh nhún nhảy như suối reo như thác dội giữa trời mây tất cả đã hòa vào nhịp điệu ngày hội xuống đồng khai hạ mùa xuân để cả đất Mường hòa trong tiếng chiêng ngân vui hội mùa xuân đất Mường xanh thẳm.
Bồng bềnh trên sóng, giữa dòng sông khát vọng hòa bình. Câu thường ngang, thương thiết thương nồng, như có cả chuyện chúng mình trong đó. Từ thuở sơn tinh, bóng đường khai mở, chỉ thủy lập mường đánh giặc giữa quê hương. Hôm nay ta sánh vai nhau trên công trường thủy điện, thành phố điện hoa, nông thôn mới sáng ngường. Chúng mình bên nhau trên con thuyền vô ước, anh và em khát vọng dựng tương lai hòa bình giàu đẹp, yêu thương mãi mãi muôn đời. Sao anh còn chưa tới say núi say đồi say câu thương đang còn em anh là người thương em cũng muốn hơi cũng là cũng muốn hơi cũng muốn Ooh.
Kính thưa quý vị đại biểu và khách quý gần xa, thưa bà con dân bản bốn đường, hôm nay chúng ta tưng mừng tổ chức lễ khai hạ dân tộc Mường năm 2024 để tạ ơn trời đất, thần linh, tổ tiên ông bà và cầu mong hy vọng một năm mới vạn sự tốt lành. Tổ hội về đây là bản sắc của bốn đường, bi vang hàn lộc. Đoàn người quy đem tới ngày hội biểu tượng núi tuột thở giữa màu xanh của đất trời, màu sắc của sự giàu đẹp, ấm no hạnh phúc, tươi mới trẻ trung của vùng đất trưởng thành từ truyền thống của hàng xưa. Đoàn đường vang với biểu tượng cây si cho sự thi đẻ đất đẻ nước, nơi có đường lên đường trời, đường về đường đất, nối mạch từ quá khứ huyền thoại với hôm nay và đến tương lai giàu đẹp rạng rỡ huy hoàng. Và hôm nay tỏa ngát trong hương thơm của mía tím cam vàng là nói về một vùng đất mà sự thay đổi từ nghèo đói lạc hậu đến ngày hôm nay giàu đẹp văn minh nhanh tiến rõ ràng. Dầu mơ ước mời nhau chén vàng, đoàn Mường Độc đang nâng trên hai chiếc chén vàng biểu tượng của một vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế, nông công nghiệp, vùng đất vàng, đất bạc của quê hương Hòa Bình. Kiểu không cảm xúc tụ hội và lan tỏa, hội nhập và phát triển, đó là mơ ước từ ngàn đời được biểu thị qua lễ hội khai hạ dân tộc Mường, một di sản văn hóa quý báu của xứ Mường Hòa Bình mà cha ông đã để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Rung lên chiêng vàng chiêng bạc, thanh âm xứ Mường ngàn năm vang mãi, kéo dòng sông Đà, kéo con đường Sáu, kéo con biển Tây Bắc yêu thương, tự hào thay Hòa Bình, báo bóng xót lịch sử, tụng lại vũng biên trong thanh âm xứ Mường. Hãy rung lên một bản hùng ca, đón bạn bè bốn phương về cùng nhau hội tụ. Quá khứ với hôm nay, và bước lên đỉnh hôm nay theo em về đến chính quyền, thì sao?
tình đồng. Thì sao quê hương ngân vang, lung linh vươn hoa đẹp tươi bốn mùa, thanh nhâm ngàn năm vang vang. Ta đi bên nhau vào xe kết nối, nắm tay cùng bước theo nhịp chiều, sông sông đón về sau. Bà con đang thực hiện cái nghi thức xuống đồng này các bạn. Ở đây chúng ta thấy có nhiều hình thức, ví dụ như bây giờ là thời đại tiên tiến rồi cho nên là sẽ dùng máy cày hay trâu này. Tuy nhiên ở phía đằng xa này các bạn cũng có thể thấy đó là vẫn có những chú trâu đang cần mẫn đang cày phía đằng sau đây. Một buổi sáng thời tiết rất là đẹp luôn. Lễ hội diễn ra rất nhiều những nghi thức. Và trước mắt chúng ta đang là nghi thức xuống đồng. Như bên người Kinh mình gọi là lễ hội tịch điền. Ở bên này gọi là khai hạ. Khai hạ bao gồm có lễ xuống đồng và lễ mở cửa rừng. Và bây giờ thì các bạn thấy là đoàn rước kiệu cũng đang được rước ra ngoài khu vực cánh đồng này để thực hiện cái nghi thức lễ xuống đồng này các bạn này. Đây là một chị đang giải cái mạ này ra để thực hiện việc cấy lúa này. Có thể nói trang phục của đồng bào Mường rất là đẹp. Cái việc mà đi xuống đồng cũng rất là thuận lợi với những cái bộ trang phục như thế này.
Ở đây xa xa đây các bạn thấy mọi người đang thực hiện như cái cấy lúa này. Bạn thấy hiện tại thì có 4 chiếc máy cày. Đang thực hiện nghi thức. Ở bên cạnh đó thì chúng ta thấy có 2 chú trâu cũng đang cày bừa phía đằng xa kia. Và thưa các bạn, nghi thức xuống đồng cũng là phần cuối trong chương trình lễ hội khai hạ, và mình xin phép được dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video sau.